Xin chào các bạn. Mỗi vùng miền đều có một món rất là ngon và đặc sản. Ở Hà Nội thì có món bún chả quạt nổi tiếng hay là phở. Ở Huế có món bún bò Huế hoặc bánh bột lọc Huế. Còn ở Nghệ An thì đã có một món nổi tiếng và cũng rất là đặc sản và ngon miệng, đó là món giò bê, hay còn gọi là giò me theo tiếng của người Nghệ An. Và ngày hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món giò bê. Ở trên bàn của mình có một tảng thịt bê là 2 cân. Các bạn mua bê có nguyên cả bì như thế này. Và cái phần thịt bê như thế này mình mở ra cho các bạn thấy. Mình đã cạo phần da và rửa sạch. Đây là mình gập phần thịt bê vào. Các bạn mua cái phần thịt bê thì nó có phần giống như là thịt ở sườn ấy, và cái phần bên trên thăn nữa, thì các bạn đủ một lần cuốn và chúng ta cuộn lại như thế này. Và đi kèm món giò bê ngày hôm nay gia vị thì gồm có gừng một nhánh, tỏi 5-6 nhánh nhỏ như thế này. Và gia vị đi kèm cũng rất là đơn giản, không có cái gì là nhiều cả, chỉ có hạt tiêu. Các bạn có thể sử dụng hạt tiêu xay, loại hạt tiêu xay mà to á, hoặc là hạt tiêu đập dập nhé. Bột ngọt, bột gia vị, nếu các bạn có thể sử dụng bột nêm, nhưng mình chỉ dùng bột gia vị là bột canh và mì chính cũng như là bột ngọt và tiêu xay. Giò bê thì không thể thiếu được lá chuối hoặc lá dong. Ở đây mình chuẩn bị 2 cái lá dong to như thế này, đã được rửa sạch và lau khô, cũng như là trần qua phần nước đã nóng để cho cái phần lá dong này nó mềm, chút nữa chúng ta gói nó không bị rách. Và đây là mấy cái lạc. Trước khi gói thì các bạn ngâm cái lạc vào nước ấm cho nó mềm. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái dây để gói hàng, gói quả thì nó cũng bằng nhựa thì gói cũng được, không sao cả. Và ở đây nữa là phần giấy bạc nha các bạn. Thì chút nữa chúng ta gói vào phần bên ngoài của cái giò bê để cho nó thêm phần đẹp mắt và sạch sẽ. Phần tỏi gừng thì các bạn đập dập băm thật nhuyễn. Ở đây mình chuẩn bị một muỗng canh nước lạnh bình thường, chúng ta đập dập phần tỏi cũng như là gừng. Gừng các bạn cũng thái lát dày ra và các bạn cũng đập. Mình dùng cái búa để dần thịt này thì chúng ta đập. Khi tỏi với gừng đã xong thì các bạn cho vào cái phần bát có một muỗng canh nước lạnh ở đây. Chúng ta đi bao tay vào và chúng ta sẽ bóp cái phần gừng tỏi này ra. Chúng ta lấy cái nước thì chúng ta ướp vào phần thịt bê nhé các bạn. Các bạn bóp thật chặt cái phần gừng tỏi đập nhuyễn này ra. Và bây giờ các bạn lấy cái phần nước này các bạn bóp lên trên cái phần thịt bê này. Chúng ta chỉ lấy phần nước gừng tỏi nó tiết ra mà thôi, chúng ta không lấy phần bã nhé. Chúng ta lấy tay xoa đều cái phần thịt bê này cho nó ngấm nước gừng, nước tỏi. Nếu như mà miếng thịt bê nào mà nó dày phần mỡ ở cái phần thịt bụng á, thì các bạn có thể lọc bỏ đi, chúng ta chỉ lấy cái lớp bì ở ngoài. Cũng giống như miếng thịt bê này, chút nữa mình sẽ lọc bớt phần mỡ ở đây đi để cho nó dễ cuốn. Và chúng ta cũng không cần sử dụng cái phần mỡ ở đây nữa. Và bây giờ mình sẽ để thịt bê ngấm một lúc. Khi phần thịt bê đã được ướp nước gừng và nước tỏi thì ở một cái bát khác mình sẽ đong gia vị vào đây. Mình cho vào đây một muỗng cà phê bột canh đầy và một muỗng cà phê mì chính và một muỗng cà phê tiêu xay nhé các bạn. Các bạn trộn đều cái phần hỗn hợp này lên và chúng ta rắc lên cái phần thịt bê này. Chúng ta không nên ướp mặn quá nhé các bạn.
cũng chỉ vừa vừa thôi, để chút nữa khi nào mà chúng ta ăn cái phần giò bê thì chúng ta chấm thêm với cả phần nước mắm nữa. Thì chúng ta chỉ cần ướp không quá mặn. Đây là phần bì và cái phần mỡ hồi nãy thì mình đã lọc bỏ phần mỡ, chúng ta chỉ lấy phần bì và những phần thịt ở trên này thôi. Mình cũng rắc một gia vị vào đây. Và như vậy là phần ướp gia vị cũng đã xong. Các bạn để thịt bê trong tủ mát, chúng ta ướp khoảng độ 2-3 giờ. Thì nó ngấm gia vị thì chúng ta bắt đầu mới gói các bạn. Thịt bê mình đã để ngấm sau 2 giờ. Và bây giờ mình sẽ gói phần thịt bê này nhé các bạn. Lá dong 2 lá thì chúng ta để so le cái phần lá dong này ra. Phía dưới chúng ta đặt một cái lạc ở chính giữa. Các bạn là quặn cái phần thịt bê này lại. Các bạn quặn tròn lại như thế này. Và chúng ta quặn cái phần lá dong này lại cho nó tròn theo cái hình miếng thịt bê này. Chúng ta quấn chặt tay nhé. Chúng ta dùng dây lạt chúng ta cột lại thì chúng ta lấy cái định hình cho nó đỡ phải trôi, cho nó đỡ xê dịch. Và các bạn cắt bớt cái phần lá nó thừa này ra. Các bạn cắt dư ra một đoạn. Chúng ta bỏ phần đầu lá đi. Chúng ta gập hai phần đầu lá này lại. Và chúng ta dùng lạt chúng ta cũng buộc lại để cho nó định hình cho nó. Khi cái lạt nó bị ngắn quá thì các bạn nối vào nhé. Và chúng ta buộc lại giống như là cái bánh tét vậy. Giống như là bó những cái giò lụa. Đó. Và ở đây mình sẽ cột thêm một cái dây lạt nữa. Tuy không được đẹp và khéo như ngoài hàng, nhưng mà chúng ta tự làm ở tại nhà cũng chỉ cần đến như vậy thôi. Và mình sẽ mở cái phần này ra, mình kéo cái phần lạt này sang bên này cho nó khớp với cái lạt buộc cùng một chiều nhé. Và như vậy. Và phần phía ngoài thì các bạn bọc giấy bạc lại. Và tiếp đến chúng ta lại quặn chặt tay, chúng ta quặn tròn lại. Với một miếng giò bê khoảng 2 cân như thế này thì các bạn hấp giò bê trong vòng 6 đến 7 giờ nhé các bạn. Và mình sẽ buộc thêm cái lạt nữa vào đây để cho cái phần giò bê này nó giữ chặt lại. Thì nước chân trong nồi hấp đã sôi và cái phần giò bê mình sẽ thả vào đây và mình đóng vung vào. Các bạn hấp với lửa vừa nhé. Thỉnh thoảng các bạn kiểm tra xem nước nó, nếu mà nó cạn ấy, thì các bạn chế thêm nước đun sôi sẵn vào và các bạn hấp trong vòng khoảng 7 đến 8 giờ. Và đây là thời gian đã sau 7 tiếng nhé các bạn. Phần thịt bê đã chín.
Và bây giờ mình sẽ vớt thịt bê ra, mình để nguội. Và các bạn để thịt bê bên ngoài cho nó nguội bớt, rồi các bạn cho vào trong tủ mát, các bạn để qua đêm, xong sáng hôm sau chúng ta mới cắt ra để chúng ta sử dụng nhé các bạn. Đây là phần giò bê ngày hôm qua mình đã hấp xong sau 7 giờ. Thì mình đã vớt cái phần giò bê ra đây và mình để ngoài cho nguội khoảng độ 1 giờ, sau đó mình đã cất vào trong tủ lạnh. Và đến sáng ngày hôm nay, tức là qua đêm á, thì mình sẽ mang cái phần giò bê này ra, mình cắt để cho các bạn thấy. Hôm qua mình vớt ra, mình để nguội sau 1 giờ thì mình đã bóc cái phần giấy bạc ở ngoài đi. Khi phần giò bê các bạn hấp xong thì nó không còn được căng giống như là lúc mà chúng ta làm thịt nó vẫn còn sống, mà nó sẽ óp bớt đi, bởi vì nó sẽ chín cái phần thịt lại rồi ấy, thì nó sẽ không còn căng nữa. Thì trong khi mà các bạn gói thì các bạn hết sức là quận thật chặt tay vào để lúc mà chúng ta hấp xong thì nó sẽ không bị óp lại, thì nó sẽ xấu cái phần giò này. Và đây là phần giò bê của mình đã xong như thế này. Và mình sẽ cắt ra một phần. Thịt rất là thơm, và đặc biệt là cái mùi lá dong, nó thơm giống như mùi vị bánh của bánh chưng vậy ấy. Rất là tuyệt vời, rất là ngon các bạn ạ. Màu thịt bê hồng, các bạn có thể để cà khoanh này, các bạn cắt lát, hoặc là các bạn có thể cắt đôi cái khoanh giò này ra, các bạn cắt từng lát mỏng. Và đây là thành phẩm giò bê của mình đã làm xong và vừa thái. Các khoanh giò bê được cuốn chặt và thịt rất là mềm, cũng như là phần bì cũng vậy. Ăn thơm mùi của hạt tiêu, tỏi, gừng. Và thịt bê có màu hồng rất là đẹp. Và như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong đến các bạn món giò bê ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn đón một cái Tết vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.